thì hỏi bác như vậy, bác trả lời thế nào? Bác nói là chuyến đi này rất xa và rất lâu, không biết trước được ngày về, cho nên tôi không nỡ làm khổ Út Huệ. Tôi chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh khỏe, rồi có hạnh phúc mà thôi. Không có ràng buộc gì. Cô Huệ càng khóc, cầm chặt tay bác mà nói một câu đầy linh cảm. Mà ta có ngờ đâu câu nói của cô Huệ từ ngày ấy, tại sao mà nó lại vận vào số phận của hai người đúng đến như thế. Cô nói là nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Thế là cả cuộc đời cô Huệ đi tìm bác. Và cả cuộc đời bác, ngay cả những giây phút cuối cùng tuổi già sức yếu, bác vẫn thương nhớ cô Huệ, vẫn tìm cách hỏi chuyện tin tức về cô Huệ đấy. Mà chúng ta mới đau xót biết bao nhiêu khi biết rằng chỉ vì nghe tin bác mất, mà đây không phải mất năm 69 đâu, là cái tin báo chí nước ngoài nó nói là bác mất trong nhà tù, cô Huệ đau đớn quá và đi tu. Cô đi tu. Và khi nghe tin cô đã đi tu rồi thì bác khóc. Tức là hai con người, hai cuộc đời lỡ dở hết chỉ vì việc chung của đất nước thôi. Đấy. Thế mà khi cô Huệ khóc và nói như vậy, dặn bác là còn sống mà trở về thì cố tìm nhau, thì bác đặt vào trong lòng bàn tay cô Huệ một cái gói nhỏ, một cái mảnh lụa hồng, mở ra là một chiếc lược chải tóc. Bác nói thế nào? Chiếc lược này là bố anh vào Huế thi hương thi hội đã mua tặng mẹ chải tóc. Mẹ đã từng chải tóc trên chiếc lược này khi còn sống, mà bây giờ mẹ mất rồi, anh đi xa, anh trao lại nó cho em. Ta xem ở đời này còn có cái mối tình nào thánh thiện đến như vậy, chỉ thuần túy tinh thần, chỉ có trong trái tim thôi, không có trong cuộc đời thật. Vì có lấy nhau đâu, có ăn ở với nhau đâu. Đời bác suốt cả một cuộc đời là chăn đơn gối chiếc, cô đơn đến tận phút chót các đồng chí nhé. Đấy, là như vậy. Cô Huệ cũng thế thôi. Thế mà khi cô Huệ đi tu đấy, cô cầm chiếc lược rưng rưng nước mắt rồi mới xuống tóc. Và chúng ta còn biết thêm một chi tiết nữa. Cô Huệ kém bác 3 tuổi, nhưng lại mất sau bác những 11 năm. Tức là bác mất năm 69, đúng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì bác mất. Phải 11 năm sau, tức là đến năm 1980, giải phóng miền Nam được 5 năm rồi, cô Huệ mới ra đi. Mà từ lúc cô mất đến nay là 36 năm rồi. Bác mất đến nay là 47 năm rồi. Ta chưa tìm được nấm mộ của cô ở đâu đâu. Ta chỉ còn biết được một chi tiết này vô cùng có giá trị. Các đồng chí ghi nhớ để rồi biết đâu có điều kiện nào đó ta tìm được. Nên như một trang trải, một cái món nợ tâm linh của chúng ta với bác và với cô Huệ vậy. Cô Huệ cuối cùng là đi tu ở mảnh đất Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở ngay mảnh đất Bà Rịa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa. Còn Vũng Tàu bây giờ là một thành phố du lịch thôi. Đất Bà Rịa là nơi có dấu ấm của cô Huệ đấy. Cô đi tu trên một ngôi chùa, trong một ngôi chùa nhỏ vắng lặng trên đỉnh núi, gọi là núi Thị Vải các đồng chí nhé. Các đồng chí đi công tác về Bà Rịa Vũng Tàu nhớ dừng chân ở Thị Vải nhé. Có núi Thị Vải, có chùa Thị Vải, bên cạnh có cảng Thị Vải. Đấy là nơi dấu vết của cô Huệ, ta chỉ còn biết được đến thế thôi. Chứ còn nấm mộ của cô ở đâu, 36 năm nay nó thay đổi cả. Chưa tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của cô. Đấy cũng còn là điều canh cánh trong nỗi lòng của chúng ta. Thế mà ở Việt Nam mình đấy, duy nhất chỉ có một người đã gặp được cô Huệ khi cô đi tu. Người ấy rất quen thuộc với chúng ta, đó là nhà văn Sơn Tùng. Các đồng chí đọc Búp Sen Xanh rồi chúng ta đều biết. Người thương binh hạng 1/4, chỉ còn có 3 ngón tay thôi, mà kẹp bút vào viết hết năm này sang năm khác cuộc đời của bác đấy.
Đến mức mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng ôm lấy mà khóc. Nói là tôi không ngờ anh có thể làm việc phi thường đến như vậy. Mà anh viết về bác cảm động chân thực như chính cuộc đời của bác vậy. Chúng ta phải tin đây là một điều sự thật. Ngay Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những giây phút sắp trở về với bác, vẫn còn muốn nghe kể chuyện về mối tình đầu giữa bác và cô Huệ không? Đấy. Thế thì nhà văn Sơn Tùng là người mà đã được gặp anh trai bác là ông Nguyễn Sinh Khiêm, ông Cả Khiêm, chị gái bác là bà Thanh, nên biết được rất nhiều tư liệu. Lại đã có thời kỳ đi phục vụ bác, viết báo ở chiến trường Việt Bắc, đã từng chụp ảnh chung với bác, mà mang theo cả tấm ảnh này trong khi đi tìm cô Huệ, mà may nhờ tấm ảnh đó cô Huệ mới tiếp đấy. Chứ cô từ chối hết, cô không tiếp ai cả. Đã đi tu rồi là xa lánh cuộc đời, nương nhờ cửa Phật, không muốn gặp ai nữa. Đến khi mà đưa bức ảnh ra, cô khóc, cô kể hết cho chúng ta nghe. Thà ta mới biết được chính cô là người đã đưa chị gái bác là bà Thanh lặn lội vào tận Cao Lãnh, Đồng Tháp để tìm mộ cha, tức là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Các đồng chí về Cao Lãnh, bây giờ có cái khu tưởng niệm của cụ Nguyễn Sinh Sắc đấy, ta thắp hương tưởng niệm nhé. Rồi về quê bác có mộ của mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Ở Huế còn có bàn thờ của mẹ bác, là như vậy. Bao nhiêu những địa điểm linh thiêng đấy. Thế thì khi gặp cô Huệ, cô không tiếp. Cô giải thích thế này này: tôi không tiếp bất cứ một ai cả, vì tôi không muốn người đời hiểu lầm tôi là núp dưới bóng vĩ đại của cụ Hồ. Như thế là cũng rất là cao thượng đấy nhé. Trước đây là tình anh em, tình bạn, là người yêu đi nữa, nhưng bây giờ bác là một lãnh tụ vĩ nhân, cũng muốn lùi xa một chút, có khoảng cách. Dù trong tim suốt đời chỉ có bác mà thôi. Như thế là cao thượng lắm chứ. Và bây giờ đã hiểu nhau rồi thì tôi sẽ kể hết. Và cô mới kể cho chúng ta nghe những chuyện như thế. Nhưng cô dặn một điều này này: chừng nào tôi còn sống thì tôi cấm các ông đưa tin gì về tôi trên mặt báo. Nhà văn phải hứa với cô Huệ như thế. Và phải đợi khi cô mất năm 1980, thì sau đó 1981 trở đi mới bắt đầu viết Búp Sen Xanh là thế đấy. Chỉ tiếc một điều là năm nay nhà văn đã 91 tuổi, mà cụ đã mất khả năng làm việc 6 năm nay, hôn mê trên giường bệnh, không làm việc được nữa. Trên bàn làm việc của cụ bây giờ ngổn ngang bản thảo cái tác phẩm cuối cùng mà rất tiếc là chưa hoàn thành, là Bông Huệ Trắng, tức là viết về cái mối tình này. Ta chỉ còn là những trang bản thảo thôi, còn cụ không còn khả năng làm việc được nữa. Đấy là điều tiếc của chúng ta. Nhà văn đã được phong tặng anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới đấy các đồng chí nhé, vì cái sự nghiệp cao quý này này. Đấy. Thế thì khi mà nhà văn đã tiếp cận được cô Huệ thì hỏi cô một câu thế này này: thưa O, vì sao những năm tháng tuổi trẻ O không lập gia đình? Thì cô Huệ khóc. Cô làm một cử chỉ giống hệt bác nhé, đặt tay lên ngực nơi có trái tim. Cô nói là trong tim tôi chỉ có một Tất Thành mà thôi. Tất Thành là bác đấy, Nguyễn Tất Thành mà. Không tìm được nhau thì tôi sẽ vào chùa. Và cuối cùng cô đi tu thật. Đấy là lý do. Còn cái lý do trực tiếp là vì cô tưởng rằng bác mất như báo chí đăng rồi. Mà đây là báo chí nước ngoài, báo chí là phản động đăng tin không đúng thôi. Đấy. Đặc biệt nữa này, trong lúc trò chuyện thì cô Huệ lại hỏi bác một câu rất đỗi con người. Cô đi tu rồi nhé, mà cô hỏi thế này này: các ông ở gần cụ Hồ có bao giờ nghe thấy cụ nhắc đến tôi không? Thế rõ ràng đây là một chuyện hoàn toàn có thật, bằng xương bằng thịt. Nhà văn thì lại dè dặt quá, trả lời một cách rất tượng trưng. Nói là thưa O, bác Hồ thương O nhiều lắm. Lúc nào bác cũng đặt tay lên ngực nói miền Nam trong trái tim tôi. Trong trái tim bác có cả miền Nam, có cả O trong đó. Trả lời thế thì đúng quá, đúng không? Đúng quá, nhưng mà rất chính trị. Cô Huệ lắc đầu, cô Huệ nói là không,
cụ Hồ có hỏi riêng về tôi không cơ? Thì đây mới càng thấy cái gọi là chất liệu cảm động về con người như thế nào, đã đi tu rồi đấy. Các đồng chí có nhớ chuyện Kiều của Nguyễn Du không? Trong đó có câu là dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng cơ mà. Mối tình đầu là khó dứt lắm, nó như cái sợi tơ của cuống sen ấy, là như thế đấy. Thì lúc đó nhà văn mới phải kể cho cô nghe. Và chúng ta cũng biết được cái tư liệu này là một tư liệu hoàn toàn xác thực. Bác hỏi ông Ung Văn Khiêm, bác hỏi ông Bùi Công Trừng là những lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước lúc bấy giờ. Bác hỏi một câu thế này: các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Và có lần bác nói với chúng ta, suốt đời bác mang trong tim hình ảnh của một người con gái. Người con gái đó là cô Huệ đấy. Các đồng chí ra Hà Nội vào thăm nhà bác ấy, hãy đừng quên mấy cái kỷ vật thiêng liêng này. Một khóm hoa hồng, bác lại trồng thêm một khóm hoa Huệ, và bác đích thân chăm bón hàng ngày. Lúc sinh thời ta biết ý bác, bao giờ cũng để một bình hoa hồng đỏ để bác tiếp khách quốc tế và một bình hoa Huệ trắng thanh khiết. Bác tặng hoa cho các cháu gái, bao giờ cũng có thói quen một bông hồng đỏ và một bông Huệ trắng. Đời bác là như vậy, nó ẩn trong tất cả những tư liệu sự kiện như thế. Thế và chúng ta trả lời bác thế nào? Thưa bác, cũng không biết gì nhiều lắm đâu, nhưng có một điều chắc chắn là cô Huệ đã đi tu rồi bác ạ. Thế là bác khóc, bác thở dài suốt cả buổi chiều hôm đó, đêm khuya trằn trọc không ngủ. Như thế là khi báo tin cho bác cô Huệ đi tu rồi là bác vẫn còn sống chứ. Và rõ ràng là cô Huệ tưởng bác mất là mất trong cái sự kiện nhà tù, không phải mất năm 69 đâu. Thế nó mới đau đớn cho bác. Và khi ông Vũ Kỳ đêm khuya cứ vào phòng bác tắt đèn cho bác ngon giấc, đi ra cầu thang không có một tiếng động mà bác gọi lại. Bác bảo quay lại cho bác nhờ một chút đã. Bác đã ngủ đâu? Vặn lại đài cho bác đang nghe tin. Cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Thì có bao nhiêu điều xót xa thương yêu cho bác, ta từ suy ra từ cái câu đó là như vậy đấy. Thì đây là chuyện hoàn toàn có thật. Và vì vậy cho đến bây giờ đấy, từ những cái cứ liệu này cho chúng ta biết thêm một điều là đời Hồ Chí Minh đúng là trong như ánh sáng. Và Hồ Chí Minh là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải thánh thần, dù bác vĩ đại như bậc thánh vậy, như Đức Chúa, Đức Phật vậy. Nó có liên quan đến câu hỏi của các học giả nước ngoài khi họ sang Việt Nam nghiên cứu về bác. Họ hỏi những người rất có ý nhé. Họ chọn Phạm Văn Đồng để hỏi, chọn Võ Nguyên Giáp để hỏi cơ. Những người mà biết rất rõ về bác Hồ. Họ hỏi Thủ tướng của chúng ta là Hồ Chí Minh của các ông là ai? Là một con người hay là một vị thánh? Hồ Chí Minh là một người dân tộc hay một người cộng sản? Thì tôi đọc nguyên văn câu trả lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để các đồng chí thấy nó sâu sắc như thế nào. Thủ tướng trả lời là Hồ Chí Minh của chúng tôi yêu nước 100%. Yêu nước tức là dân tộc đấy, 100%. Mà cộng sản cũng 100%. Nó nhuyễn vào nhau. Càng yêu nước yêu dân thì càng đến với chủ nghĩa cộng sản. Mà càng là cộng sản thì càng yêu nước thương dân vô hạn. Đấy, bác Hồ là điển hình của sự nhuần nhuyễn đó. Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng là một con người. Còn vĩ đại như Đức Chúa, như Đức Phật thì chính các bạn đã thừa nhận. Thì đấy là câu trả lời hay vô cùng các đồng chí, để cho ta khái quát về nhân cách Hồ Chí Minh, vĩ đại của Hồ Chí Minh. Trước đây khi chúng ta kể chuyện về bác thì còn có một người bạn lớn của Việt Nam vẫn còn sống, cách chúng ta nửa vòng trái đất. Còn bây giờ thì đồng chí đó đã đi về với tổ tiên, với Mác Lênin, với bác Hồ rồi, lãnh tụ Cuba, đồng chí Fidel. Lúc bác mất, Fidel có 43 tuổi. Năm 69, Fidel 43 tuổi.
Còn bây giờ Fidel đi vào tuổi 90. Fidel đến Việt Nam rất nhiều lần, kể cả đến tận mảnh đất lửa thiêng của Quảng Trị. Chỉ tiếc một điều, chưa một lần được gặp bác. Và Fidel có nói một câu là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình cơ mà. Trên khi Fidel đi đấy, đảng ta có thể nói là vẹn tình vẹn nghĩa, cử ngay đoàn lãnh đạo cao nhất của đảng, cấp cao của đảng, có mặt sớm nhất tại Cuba để chia sẻ với bạn bè của chúng ta cái nỗi đau không gì đền bù này được. Đấy. Một cái điểm